Lực lượng chức năng của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang truy bắt nhóm người đã nổ súng, gây ra cuộc hỗn chiến vào lúc dạng sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020, khiến một người nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút dạng sáng cùng ngày, nhiều người ở hẻm Lê Lâm thuộc địa bàn khu phố 8, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang ở trong nhà thì nghe nhiều tiếng súng nổ ở ngoài đường nên ra xem và phát hiện nhiều thanh niên đang hỗn chiến đập phá nhà của anh Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng ở thành phố Mỹ Tho. Tiếp đó, nhiều người từ trong nhà của anh đang xông ra chống trả quyết liệt. Sau khi nhóm thanh niên rút đi thì người dân phát hiện anh đang ngồi gục bên đường nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an thành phố Tho kịp thời đến phối hợp với công an phường 6 cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường có nhiều vết máu, hàng chục vỏ đạn của ít nhất 3 loại đạn khác nhau, trong đó có đạn sử dụng cho súng hoa cải nằm rải rác. Đặc biệt, gần hiện trường có một quả lựu đạn đã được rút chốt nhưng không nổ. Qua kiểm tra, trong căn nhà của anh Đăng, camera an ninh và nhiều xe máy bị đập phá, còn tại nơi nạn nhân bị gục ngã, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 viên đạn. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 cây đao và hơn 20 vỏ đạn các loại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý, đồng thời truy bắt nhóm thanh niên đã nổ súng và gây ra cuộc hỗn chiến.